Hello, xin chào tất cả các con nha. Nơi có đánh đổi con ếch mũi khoan lớn nha. Có một số hàng dài, với một số hàng cho anh em tận dụng me hay ngắn nha. Giá rẻ cho anh em nào về tận dụng nha. Anh em xem clip xem cái size nào mình đang thiếu, đang cần thì có gì chọn lựa nha. Từ nhỏ từ 25 tới 75 nha. Mấy mũi lớn thì chỉ có mấy mũi thôi, nhưng mà cũng hàng cần dùng, cũng mang ngắn. Này có mũi 75 nè, 75 nó lớn nè, con số 5 nè, để mũi cần dùng ha. Giờ sao này nó ta mai mà trước còn xài ok. Me thì như đây cũng về cũng cấp 7 nha. 75 mũi này thì 400k, mũi lớn là 70 300k nha, con số 5 luôn. Và cái này con số 5 lớn có 70 32 75 nha. Mình mang ngắn một tấc, 72 thì một tấc 2 nha. Nghe thì mặt ok nha. Anh em nào cần cái xe số nào thì có gì inbox qua Zalo, số điện thoại em để bên trên nha. 0341 1742 nha. Nhân viên sẽ có gì sẽ chụp hình đo với chụp hai ba mặt cho anh em nha. Mũi lớn thì có mũi 62 nè, 62 cũng 300k, con số 5 luôn nè. Mũi này thì cũng một me còn một tấc 2 luôn nè, một tấc 1 nè. Này tất cả đều hàng Nhật nha. Còn chỉ có mấy mũi dài nè, mấy mũi này thì hàng dài. Mũi 25, 25 này chỗ mũi 2 me nè, 3 lưỡi luôn, 3 lưỡi luôn, 25. Mũi này 200k nha. Mũi về 1 tấc 4. Mũi 265, 265 có 2 mũi. Cái này màu vàng nha. Vàng này chia với nhóc hay gì đó, đúng ngon lành đó. Mẹ này 1 tấc 6. 265, 1 mũi 200k. Có 28. 1 mũi 8 thì dài 3 tấc, me dài tấc 7, tấc 8, 250k nha. 28, mũi 30 một mũi nè, me dài 1 tấc rưỡi và 2 tấc 7, mũi này có 250k nha, 30 nha. Này 35 năm, mũi này thì dài tới 3 tấc 6 nè. Mai về 2 tấc. Mũi này 350k nha. 355. 375 có một mũi nè. Mai về 1 tấc 9 2 tấc luôn. Này con số 3. Mũi này 350k luôn nha. 375. 39. 39 một mũi, mũi này cũng dài nè, mai đẹp luôn nè. 3 tấc rưỡi. Mẹ dài tức chính. Mũi này 400k nha. Mẹ 42 nè, mũi 42 nè. Mũi 42 nè, mũi này 500k, con số 4. Mẹ dài 2 tức 2 tức 1. Mẹ dài 2 tức 1, phố bị 3 tức 6. 42 nha. 39. Anh em để số nha. Còn mấy mũi này thì me hơi ngắn tí. Mũi 36, 2 mũi 36 nè. Con số 4. Me dài 1 tấc 2. Tấc 2 nha. Một mũi là 150k nha. Cái này 150k đồng bộ. 36 2 mũi 40 45
39 35 39 42 đồng giá là 150k nha. Này mũi tận dụng nha anh em. Anh em đừng có che nha. Mũi xài cũng ok nha, có men ngắn nha. Một tấc tới tấc hai tấc ba. Tấc ba nha. Còn trên này mũi 42, 42 này thì nó dài hơn. Này đuôi côn 45. Đuôi trụ 45 nha, 200k nha. Này, 1,5 tấc. Còn mũi này là 48, 48 nha. Này dài 1,3. Này 200k nha. Con số 4. Này con số 4 đằng sau này người ta dớt. Này phay 50. 50 có 2 mũi nha. Mẹ đẹp, mẹ dài 1,3. 200k nha, 50 nha. Còn mũi 50 này mang ngắn hơn 8 phân. Nhưng mà con số 4 nó lên áo số 5 nha. Cái này còn cộng thêm với áo số 5 nha. Áo số 5 người ta chấm lại nè. Áo số 5 nha. Mũi này 250k. Mình có bóng nhỏ nữa nè. Mũi 485 150k luôn nè. Nằm dưới đây luôn nè. 485 me chính xuân. Có hàng mũi nhỏ này nữa nè. Hàng mũi nhỏ 30-32 cũng tận dụng luôn nha. Hàng không được nhưng mà tận dụng nha. 30-32 100k một mũi nè. Hôm nay thì dài 9 phân thôi. Đó, anh em coi xem được số nào thì có gì nhắn qua Zalo để bên em có người chụp hình lại. Rồi anh em chấp tình nha. Anh chuẩn bị lên một số buổi nhỏ, anh em nhớ đón xem clip sau nha. Với một số quan hợp tim. Rồi em sẽ kết thúc video, xin chào tạm biệt anh em.